Tin nóng, ra mắt Tesla Cybertruck, những điều bạn cần biết. Hãy thắt dây an toàn nhé, những người đam mê công nghệ. Tesla đã chính thức tung ra Cybertruck được chờ đợi từ lâu và nó đang gây chú ý không chỉ về thiết kế tương lai của mình. Dưới đây là 7 tiết lộ quan trọng sẽ khiến bạn háo hức mong đợi về gã khổng lồ điện này. Nhãn dán sốc, thẻ giá. Kiên nhẫn một chút. Cybertruck ban đầu được chào hàng với mức giá 39.000 đô la Mỹ phù hợp với túi tiền, nhưng thực tế khắc nghiệt đang ảnh hưởng nặng nề. Giá khởi điểm hiện nay là 60.990 đô la Mỹ và đó là giá dành cho phiên bản động cơ bánh sau, dự kiến sẽ có mặt trên đường vào năm 2025. Hãy lên kế hoạch cho phù hợp. Tim tóc, điều gì đang xảy ra? Tesla cung cấp 3 phiên bản, mỗi phiên bản có bộ thông số kỹ thuật đáng ngạc nhiên riêng. Hệ dẫn động cầu sau, tăng tốc 0-60 mph trong 6,5 giây, phạm vi hoạt động 250 dặm và sức kéo 7.500 lbs, có sẵn vào năm 2025. Hệ dẫn động 4 bánh, tăng tốc 0-60 mph trong 4,1 giây, phạm vi hoạt động 340 dặm và sức kéo khổng lồ 11.000 lbs, có sẵn vào năm 2024. Cybertruck tăng tốc 0-60 mph trong 2,6 giây, phạm vi hoạt động 320 dặm và khả năng kéo đáng kinh ngạc 11.000 lbs. Thắt dây an toàn cho một chuyến đi hoang dã. Đặt hàng tai họa, trò chơi chờ đợi. Có, bạn có thể đặt hàng ngay bây giờ. Nhưng hãy chuẩn bị cho một trò chơi đang chờ đợi. Mặc dù các đơn đặt hàng đang mở với mức hoàn lại là 250 đô la, nhưng ước tính giao hàng vào năm 2024 có thể chỉ thành hiện thực đối với những đơn đặt hàng trước sớm. Và hãy quên việc tùy chỉnh Cybertruck của bạn đi, đó là một tính năng chưa ra mắt. Cuộc đọ sức tốc độ, Cybertruck vs Porsche 911, hãy cố lên! Cybertruck có thể kéo chiếc Porsche 911 nhanh hơn chiếc xe thể thao có thể tự lái. Hãy xem bằng chứng video đáng kinh ngạc, đó là cảnh tượng mà bạn không muốn bỏ lỡ. Chống đạn, gần như, ngoại thất cứng cáp. Bạn đang thắc mắc về sự an toàn. Cửa Cybertruck gần như không thể phá hủy, có khả năng chống đạn ở cỡ nòng 0,45 và 9mm. Vấn đề nan giải về phạm vi, mở rộng hay không mở rộng. Với phạm vi hoạt động tối đa 340 dặm, Cybertruck có thể khiến những người thích phiêu lưu muốn nhiều hơn nữa. Đừng sợ, Tesla cung cấp một bộ mở rộng phạm vi để tăng thêm quãng đường. Mặc dù nó phải trả giá bằng không gian giường. Cuộc đuổi bắt. Chi phí vẫn còn là một bí ẩn. Sức mạnh kéo, kéo nó như một người chuyên nghiệp. Cybertruck thể hiện sức mạnh của mình với khả năng kéo 11.000 lbs đối với các biến thể 4 bánh và 3 động cơ và tải trọng 2.500 lbs. Mặc dù những con số này gây ấn tượng nhưng việc so sánh với các đối thủ nặng ký khác trên thị trường cho thấy vẫn còn cơ hội tăng trưởng. Elon Musk tuyên bố Cybertruck có thể xử lý tải trọng hơn 1 tấn, nhưng các cuộc thử nghiệm trong thế giới thực vẫn chưa diễn ra. Hãy theo dõi khi nhà máy điện này xuất hiện trên đường phố, định hình lại tương lai của ngành giao thông vận tải.